Tin tức cập nhật về vụ thiền viện Bát Nhã. Thưa quý thính giả, sau khi bị trục xuất ra khỏi thiền viện từ hôm Chủ nhật và chạy về nương náu tại chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc, đến tối hôm thứ Ba thì 15 tăng sinh đã phải lên xe về nhà. Công an địa phương gây áp lực buộc Thượng tọa Thích Thái Thuận, viện chủ chùa Phước Huệ, không được chứa chấp những tăng thân của Bát Nhã mà phải đuổi họ đi. Thanh Trúc cập nhật chi tiết mới nhất về Bát Nhã tính đến lúc này. Tính đến tối thứ Ba bước sang ngày thứ Tư, một Phật tử ở Bảo Lộc, chị Khanh, cho biết không rõ từ đâu đã có nhiều tờ rơi được rải quanh chùa Phước Huệ, nơi Thượng tọa Thích Thái Thuận đang cho tăng thân Bát Nhã tạm trú. Tối đó mơ tại Thiền Hương nói là thầy Viên Thanh, thầy Minh Nghĩa, chùa Phước Huệ, thầy Thái Thuận, chùa Bồ Đề là dân bán nước, bán chùa, theo làng Mai, dân phản động, không ngoan thì mau đuổi làng Mai đi ra khỏi Phước Huệ, chứ không sẽ lãnh hậu quả. Theo tăng sinh Pháp Lợi, đang ở trong chùa Phước Huệ, vào buổi tối thứ Ba thì một số tăng sinh đã phải lên xe đi về nhà. Công an bắt buộc nó làm khó, ôn phải đuổi tụi con đi, chứ không có chứa. Ở trong đó khoảng chừng còn 200 mấy, gần 300 người. Công an ở đó trực chiến 24/24 mà. Hồi tối này có những anh em đi về Sài Gòn, nói gì theo dõi, từ ở trong đó đi ra tới ngoài bến xe luôn. Về tình trạng sức khỏe của các tăng thân, thầy Pháp Khánh cho biết một số cảm lạnh và đau ốm từ hôm bị đẩy ra khỏi chùa Bát Nhã. Ở đây ở Bảo Lộc đang bị ảnh hưởng gió bão từ Huế, từ qua bị bão mưa thì bị áp bức ra ngoài trời suốt cả ngày từ 9 giờ sáng tới 6-7 giờ tối đó, thật ra lạnh. Các anh em một số bị cảm cúm và bệnh đang nằm, nhưng mà an ninh cũng vẫn tiếp tục đòi trục xuất các thầy các sư cô ra khỏi chùa Phước Huệ và đi về địa phương. Tại vì tối hôm qua họ vào họ áp bức, thành ra các thầy các sư cô bắt buộc phải lên xe. Thì họ áp bức ôn là chúng tôi lệnh là ôn không được bảo lãnh chứa chấp tăng thân, tại vì trú trì là do nhà nước đưa lên thì do nhà nước quyết định không có được chứa chấp tăng thân ở đây, còn không thì họ sẽ mời từng người ra trụ sở bên thị xã để làm việc. Vì không thể nào liên lạc được với thầy trụ trì của chùa Phước Huệ, chúng tôi gọi cho Thượng tọa Thích Viên Thanh ở Đà Lạt. Trên mặt giáo hội thì cũng cố gắng làm thế nào để dàn xếp cho nó được ổn định ở địa phương nát, thì chúng tôi đã cố gắng là đã có nhiều ý kiến nghị rồi. Chúng tôi không có đủ cái quyền mà phải nhờ vào trung ương giáo hội chuyển cho trung ương, giáo hội trung ương cũng chưa có trả lời cái vấn đề nào hết. Còn bên địa phương thì chúng tôi chỉ có kiến nghị và đề xuất theo ý kiến chung của tăng ni và Phật tử thì là chia cái khu vực đó là thành hai khu vực, gồm nội viện và ngoại viện. Thì ngoại viện dành cho thầy Đức Nghi để hướng dẫn, còn nội viện dành cho 400 tăng thân để mà tu học do giáo hội quản lý đúng với đường hướng của hiến chương giáo hội và của luật pháp nhà nước, nhưng mà cũng chưa được giải quyết, đang phải chờ mà rất tiếc là cái việc nó xảy ra tại tu viện Bát Nhã trong mấy ngày hôm nay, đó là cái nỗi đau của Phật giáo, và ngay chính chúng tôi là những người lãnh đạo cũng không có đủ cái thẩm quyền để mà giải quyết được cái vấn đề đó. Thượng tọa Viên Thanh nói tiếp, ông thông hiểu nỗi khó khăn mà Thượng tọa Thích Thái Thuận của chùa Phước Huệ đang phải gánh chịu. Cái này là không phải là nói là một nơi địa phương nào dám làm, cái này chắc là phải có chỉ đạo của các nơi họ mới cứ dám làm. Chúng tôi cũng đến xuống gặp thầy Thái Thuận, cũng có động viên thầy nói tôi cố gắng là giúp đỡ cho các căn thân người ta ở trong thời gian để chờ trung ương giáo hội và các cấp và giải quyết như thế nào. Nhưng mà thầy Thái Thuận thì cũng bị cái áp lực của các cái ngành nó áp lực và bắt buộc phải là trục xuất các cái tăng ni ra ngoài, rất là khó khăn. Ngay như chúng tôi đến thì cũng có nhiều công an bằng thường phục và cản cho mình đi vào trong tu viện Phước Huệ, cũng gây rất là nhiều khó khăn. Và riêng cái đồng bào Phật tử của thành phố Đà Lạt thì mấy hôm nay là người ta cũng là đi vận động tất cả những áo quần và thức ăn thức uống để đem xuống cho tăng thân ở dưới đó, bởi vì tất cả những áo quần và đồ đạc của các vị tăng thân thì nó đã bị ở trong tu viện Bát Nhã người ta tu lâu hết rồi, và bây giờ hiện nay là mỗi người chỉ còn có một bộ đồ, thậm chí có những người không có bộ đồ thì rách hết, không có đồ nào hết. Thì có Phật tử của thành phố Đà Lạt thì đem đồ xuống để tiếp tế, nhưng đi vào nó cũng rất là khó khăn, bởi bên ngoài là có những ma người ta cản trở, người ta cũng có cho các cái đoàn vào, nó cũng khó lắm. Vẫn theo lời Thượng tọa Thích Viên Thanh, đoàn thể tăng sĩ ở Lâm Đồng chỉ mong muốn Giáo hội Phật giáo Trung ương giải quyết thế nào để các tăng thân đã xuất gia của tu viện Bát Nhã được ổn định tu học theo đúng tinh thần hiến chương của giáo hội, cũng như chính sách bảo vệ tự do tín ngưỡng của nhà nước. Bởi vì tất cả những tăng thân này tu rất là tốt,
trong suốt thời gian một năm qua, họ đã chịu đựng biết rất là nhiều những gian khổ, họ vẫn chịu đựng được nỗ lực của tu học. Đó là cái mà tăng ni của Lâm Đồng cũng tán thán cái sự tu học của tăng ni ở dưới Bát Nhã. Do đó thì ý của tôi nghĩ là cũng nên phải tạo một phương tiện nào đó để cho tăng thân tu học tại Lâm Đồng, chứ không thể nào trục xuất về hết. Mà theo ý của các vị công an, các ngành họ đòi là trục xuất về quê, như vậy là vi phạm đến cái quyền tự do tu học của tăng ni tu viện Bát Nhã. Tin mới nhất đến với chúng tôi khi kết thúc bài này là qua một Phật tử ở Bảo Lộc, Thượng tọa Thích Thái Thuận, trụ trì chùa Phước Huệ, nhắn gửi là không muốn phát biểu một điều gì trong lúc này mà chỉ muốn giữ im lặng và thực hiện tâm từ để giúp đỡ cho những tăng sinh Bát Nhã đang bị nạn.